Ok, chúng ta lên gối trái trước này. Tiếp tục lên sang ngang này. Trái sang ngang, lên chéo này. Tiếp tục đi nào. Rồi, làm tiếp đi. Lên chéo nào, cố lên. Tiếp nào, nghiêng này. Tiếp đi cả nhà ơi. Hôm nay chúng ta sẽ tập những bài bụng đứng. Cố lên nào. Rồi, siết lại này. Lên chúng ta thở ra nhá. Tiếp nào. Cái nữa nào. Ok. Ok, chúng ta đổi bên nào. Bây giờ là chân phải. Giống như vừa nãy. Lên chéo gối nào. Và tiếp tục sang ngang luôn. Hơi vặn chéo người xuống nhá. Và cố gắng hít thở đều. Cực kỳ là dễ dàng đúng không? Cố gắng lên nào. Lên nào. Tiếp đi nào. Rất là dễ. Hôm nay toàn bài tập dễ mà lại hiệu quả cao. Hãy cố gắng kiên trì và thực hiện đến hết video. Ok. Ok, động tác tiếp theo. Nâng cao gối kết hợp đánh tay xuống. Đúng rồi. Hơi co bụng lại, được chưa? Cố lên nào. Hãy rủ thêm người thân của mình vào cùng tập cho nó vui và cùng giảm mỡ. Chúng ta đổi chân liên tục, lên gối nhịp nhàng, động tác dứt khoát lên nào. Tiếp nào. Ok. Ok, chúng ta sẽ lên gối từng chân một. Hai tay chúng ta đưa lên đầu, bước chân ra sau và lên gối. Đồng thời tay mình hạ xuống. Cùng một nhịp luôn. Đánh gối lên chúng ta thở ra nhá. Cố lên nào. Cả nhà ơi. Đánh bay mỡ bụng nào. Bài tập này thì ai cũng có thể tập được. Hãy rủ gia đình của mình, bạn bè của mình cùng tập. Rồi, chúng ta đổi chân nào. Giống hệt bên kia. Chỉ là đổi bên thôi ạ. Dễ không cả nhà? Đúng rồi, lên gối đi. Ok. Lên siết bụng lại nào. Đúng rồi. Cuộn lên nào. Ok. Tiếp đi, dứt khoát lên nào. Năng lượng lên nào. Tiếp nào. Ok. Ok, bài tập tiếp theo. Ra sẽ đan hai tay vào nhau. Kết hợp vặn người sang, đồng thời đá gối. Xoay eo, đá gối. Và làm liên tục. Đừng dừng lại. Cố lên nào. Làm liên tục, làm liên tục. Đúng rồi, vặn sang và lên gối. Đúng rồi. Ok, cứ vậy đi. Tiếp đi.
không sao cả. Sai chúng ta cùng chỉnh lại. Rồi, tiếp tục đan tay vào nhau, vặn người sang hai bên, chạm chân. Rồi, lại xoay trái, phải, chạm chân. Đúng rồi, xoay trái, xoay sang phải, chạm tay vào chân. Ok, tốt lắm. Rồi, rồi, ok, cả nhà đã quen chưa? Rất là dễ đúng không? Đúng rồi, vài giây đầu chúng ta sẽ tập động tác. Khi đã quen rồi chúng ta làm thật là đẹp, thật là dứt khoát. Được chưa? Đó, bài tập thì nhẹ nhàng nhưng mà mồ hôi thì vẫn ra khá là nhiều. Quá đã. Ok, hai tay sau đùi nào, à sau đầu nào. Rồi, kết hợp đá chéo gối. Ok, đúng rồi, chạm tay mũi chân này, được chưa? Hai lần chạm gối này, hai lần chạm mũi chân này. Rồi, tiếp tục đi cả nhà, làm đều nào. Rồi, chéo gối, gối, chân nào, mũi chân nào. Rồi, chéo gối nào, đúng rồi. Ok, chạm tay mũi chân đi nào. Rồi, chéo gối. Ok, chéo, chéo. Rồi, tiếp tục cơ liên sườn nào. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc nghiêng người sang bên đồng thời nâng đầu gối lên. Được chưa? Bài này sẽ tập trung vào cơ liên sườn. Đúng rồi, tiếp tục đi cả nhà. Nâng cao gối lên, đồng thời nghiêng người. Mọi người đã ra mồ hôi chưa? Tầm này mà ai chưa ra mồ hôi thì phải xem lại. Đẩy cao cường độ lên, làm nhanh lên. Rồi, hai tay trên đầu, kết hợp đá chân lên. Đúng rồi, ok. Rồi, hãy làm theo mình nào. Đúng rồi, lên chân trái này, lên chân phải này. Đúng rồi, hơi cuộn bụng lại, được chưa? Để tác động vào cơ bụng nhiều hơn. Rồi, tiếp đi cả nhà. Đúng rồi, đá mạnh lên. Tay lên trên này, đánh xuống này. Cố lên. Đá chân. Tưởng tượng mình đang đá vào ai đó. Rồi chúng ta squat xuống, kết hợp xoay chéo người sang hai bên. Rồi đứng dậy, tiếp tục squat, xoay nào. Ok, đứng dậy này. Squat xuống, xoay chéo. Ok, đứng dậy. Tiếp như nào? Rất là tốt. Rồi, cả nhà có làm được không ạ? Hãy cố gắng lên. Video này chúng ta có thể tập được nhiều lần chứ không phải là một lần. Hôm nay chúng ta tập chưa đúng, mai chúng ta xem lại và tập tiếp. Vẫn đốt rất là nhiều calo. Rồi, lướt sang. Đúng. Ok, lướt sang. Rất là tốt. Chưa? Chúng ta lấy một chân làm trụ để đưa người sang một bên, đồng thời đấm tay vòng sang bên đó. Chưa? Rất là tốt. Đúng rồi,
Nếu bạn đang tưởng tượng là mình ghét ai đó, bạn có thể đấm mạnh lên. Vì càng mạnh, càng nhiều năng lượng và đốt được càng nhiều calo. Ok, tiếp tục đi nào. Ơi, mạnh lên, ơi, mạnh. Ok. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ nâng cao đùi. Chưa? Hãy gồng chắc cơ bụng của mình lại, siết vào và nâng cao gối lên. Hãy nhớ hít thở đều. Chưa? Và siết chặt cơ bụng. Ai đang thừa nhiều cân, nhiều mỡ quá thì chúng ta có thể bước nhỏ thôi, không cần nâng cao quá để tránh ảnh hưởng đến khớp gối. Lên nào. Yeah. Ok.